Thiêm, sao giờ quay rồi kìa Thiêm. Chào các bạn, mình tên là Minh Nhật, đến từ Đại học Kinh tế nước ngoài. Chào mừng các bạn đã đến trường Đại học Kinh tế Luật của chúng tôi. Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe về một câu chuyện. Nào, câu chuyện ta bắt đầu nhé. Làm cái gì? Mày quay cái gì? Nhau vừa mơ lơ, em ở nhau vừa mơ lơ. Niềm ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phi. Cưng, em về đội của chị. Về đây nè, về đội của anh nè. Ui xa, em hãy về đội của chị. Trời quá, chị sẽ làm cho em tỏa sáng. Vâng, và đó là câu chuyện của tôi. Cá ngựa Family Đoàn Khoa Kinh tế Đối ngoại đã không những cho tôi kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn và mối quan hệ rộng rãi. Ngoài ra, tại gia đình thứ hai này, tôi còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị và bạn bè. Và kết quả là các bạn đã thấy đấy. Tôi tin vào sự lựa chọn của mình là đúng đắn.